Huỳnh Trần Ý Nhi tin bạn trai sẽ hiểu lịch trình dày đặc của Tân Hoa Hậu. Trả lời họp báo, Tân Hoa Hậu Huỳnh Trần Ý Nhi chia sẻ tin tưởng bạn trai sẽ hiểu vai trò mới của cô vì cô có sứ mệnh, nhiệm vụ phải hướng tới cộng đồng nhiều hơn. Bên cạnh thông tin đăng quang, việc công khai bạn trai 6 năm của Hoa Hậu Thế giới Việt Nam Huỳnh Trần Ý Nhi nhận được nhiều sự quan tâm. Cô tự hào chia sẻ về bạn trai của mình, điều mà xưa nay rất hiếm người đẹp ở các cuộc thi Hoa Hậu sau đăng quang dám làm. Ngày sau lễ trao giải, người yêu của Hoa hậu Ý Nhi liên tục từ chối những cuộc phỏng vấn, chỉ im lặng ôm bó hoa cổ vũ bạn gái của mình. Tới gần 2 giờ sáng anh vẫn ngồi lặng yên ở đó đợi bạn gái. Tuy nhiên, vài khoảnh khắc hình ảnh đôi mắt có phần thất thần của anh được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, thậm chí không ít cư dân mạng nói vui rằng cần giải cứu anh. Không biết sau này kết quả tình yêu như thế nào nhưng thời điểm hiện tại bạn nam quá hạnh phúc, khi người mà anh ấy yêu đã công bố với cả thế giới biết rằng anh là người đàn ông cô ấy yêu. Tình yêu đẹp, người ta bên nhau 6 năm rồi chứ ngày một ngày hai đâu mà suy diễn dữ, bớt vô duyên. Rất nhiều người gửi lời chúc mừng tình yêu đẹp đến Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi và bạn trai. Thực tế, trong buổi họp báo, Tân Hoa hậu Thế giới Việt Nam khẳng định cô cảm thấy mối tình đã kéo dài 6 năm chứng tỏ cả hai đã có sự thấu hiểu, tin tưởng lẫn nhau. Người yêu cũng chính là người động viên cô tham gia cuộc thi, đưa đi học catwalk là chỗ dựa tinh thần để người đẹp cố gắng. Và hôm nay em đã đạt danh hiệu cao nhất. Sau khi đăng quang, chắc chắn em sẽ có những hoạt động và lịch trình dày đặc. Nhưng em tin bạn trai sẽ hiểu vì em có một sứ mệnh, nhiệm vụ phải hướng tới cộng đồng nhiều hơn, Huỳnh Trần Ý Nhi bày tỏ. Bà Phạm Kim Dung, trưởng ban tổ chức Miss World Việt Nam khẳng định ban tổ chức luôn cổ vũ các bạn có tình yêu đẹp, biết cách dung hòa giữa gia đình, tình cảm cá nhân và công việc. Bà Dung cho biết trong thời gian tới đây, Ý Nhi sẽ bận rộn, bà mong bạn trai sẽ thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ cùng cô.